Mọi thông tin mua hàng hoặc đặt cây mọi người xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Dạ, xin chào bà con, hiện tại thì em đang có mặt tại vườn cà chua Cherry TO101 của công ty hạt giống Number One. Và địa điểm ở cái vườn này là em đang ở, đó là ở Ca Long, Đức Trọng, Lâm Đồng. Thì hôm nay em quay video để giới thiệu cho mọi người về biết về giống này cũng như là đặc tính của giống cà chua TO101 này. Thì đối với giống cà chua TO101 này, mọi người đã thấy là đây chùm trái đậu rất là đều này. Một chùm quả thì sẽ có khoảng từ 12 đến 15 trái. Và đây thì giống này sẽ có rất nhiều chùm trái đôi, chùm đôi và chùm ba. Thì trái đậu sẽ dao động khoảng từ 25 đến 35 trái đối với chùm đậu chùm đôi và chùm ba. Ngoài ra thì mọi người có thể thấy giống cây này nó bò rất là khỏe, sức vươn rất là mạnh. Hiện tại vườn này đang thu ở lứa thứ tư rồi, nhưng mọi người có thể thấy đây chùm hai cây vẫn đang rơi, và chùm hai đậu trái cây nở hoa đều và đẹp. Dạ, thì em sẽ cho mọi người xem chùm trái đôi. Em thấy đậu rất là nhiều trái. Ngoài ra thì giống này là dao lóng của nó rất là ngắn, cứ một mắt lá là sẽ đậu được khoảng một chùm hoa. Em sẽ quay cho mọi người coi một dòng giống cây thương. Đậu trắng này. Và hiện tại bây giờ thì bên công hạt giống cây giống bên công ty này, bên công ty em thì được rất là nhiều thương lái ưa chuộng và thu mua. Và đặc tính của giống này được thương lái đánh giá lắm này: quả to, trái chín màu đỏ đẹp, cơm dày và ăn khá là ngọt, ngọt hơn những giống khác trên thị trường. Và vì lý do đặc tính của nó là cơm dày cho nên là nó sẽ bảo quản được lâu hơn các giống cà chua Cherry khác đang trồng trên thị trường. Đây, mọi người có thể thấy chùm trái rất là sai, quả rất là đẹp. Và hiện tại bên em thì vào khoảng ngày 15 tháng 8 này sẽ có một lô khoảng 2.000 cây cà chua có sẵn. Nếu như mà bà con đã có đất mà có mình có những nhu cầu muốn trồng thử cây cà chua này thì có thể liên hệ giống bên công ty em. Thì ngày 15 tháng 8 này tụi em sẽ có khoảng 2.000 cây giống cho bên mình trồng ạ. Và hoặc là nếu như mà bà con có nhu cầu đặt giống, không phải đợt giống đâu, có sẵn là không có nhu cầu đặt giống thì bà con có thể liên hệ bên công ty em để đặt giống. Thì đối với giống cà chua này sẽ từ lúc mình đặt giống cho đến khi có giống sẽ khoảng từ 40 đến 45 ngày ạ. Nếu bà con có nhu cầu muốn trồng thì có thể đặt giống này. Bên em chuẩn bị giống và kịp thời gieo giống cho bà con để kịp mùa vụ của mình ạ. Đây, trái đậu rất là đẹp. Chùm trái với giống này thì chùm trái nó rất là đẹp và sai quá. Ngoài ra thì trái rất là đều,
ra thì bên em còn đang có nhu cầu là dắt nông dân đi xem vườn, tham quan và đánh giá trực tiếp. Cho nên là nếu như mà bà con có nhu cầu muốn đi xem vườn, sau đó thì mình mới liên hệ đặt giống thì có thể liên hệ qua số điện thoại. Thì bên em sẽ hỗ trợ sắp xếp để đưa bà con mình đi thăm vườn. Thì hiện bên em đang có lô cây ngày 15 tháng 8 xuất là khoảng 2.000 cây, 2 thiên ạ. Nếu bà con có nhu cầu là giống thì cũng có thể liên hệ với công ty em ạ. Em sẽ để lại số điện thoại ở trên. Rồi, em cảm ơn bà con đã xem video của em. Hẹn gặp lại bà con trong video sắp tới hoặc là buổi live sắp tới. Rồi, em chào. Hiện giờ bên em cũng có một số loại thuốc đặc hiệu phòng trị héo xanh, chất dây, xoăn ngọn, bệnh về nấm trên các dòng cây, đặc biệt là cây họ dưa bầu bí. Mọi người muốn hỏi thăm bệnh cây có thể đặt câu hỏi ở dưới video hoặc liên hệ với em qua Zalo, Facebook, WeChat. Mọi người muốn mua hạt hoặc đặt cây thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Mong mọi người giới thiệu cây của em cho bà con khác cùng biết. Em xin chân thành cảm ơn.